lies and make believe we can fly. Build a ship from the debris we find. Pack your bags, we leave tonight. 3, 2, 1. And the night rolls in like a curtain call. Chị em tổng công ty mình thì lúc nào cũng đáng yêu, xinh xắn và tràn đầy sức sống. Nhưng mà đặc biệt là khi được tặng hoa của lãnh đạo tổng công ty thì lúc đấy là thấy chị em tươi cười thật sự đáng yêu nhất. Chắc là khi điện thoại nó nổi tinh tinh hàng tháng thôi. Chị em phụ nữ của Vinaconex vẫn luôn đáng yêu và nhất là khi luôn là nụ cười trên môi. Chị em Vinaconex thì cũng có đôi lúc đáng yêu và đôi lúc đáng sợ. Tuy nhiên là chị em là em cảm thấy đáng yêu nhất khi mà nhận được thưởng từ lãnh đạo tổng công ty. Theo mình thì chị em Vinex sẽ thật là đáng yêu, nhất là khi mà chị em mua quà và đồ ăn cho anh em. Với mình là ở góc độ phụ trách đấu thầu thì thấy chị em ở tổng ty và đặc biệt là chị em ở phòng đấu thầu vui nhất, xinh nhất khi mà có quyết định thông báo trúng thầu. Close your eyes and make believe we can fly. Build a ship from the debris we find. Pack your bags, we leave tonight. Like a curtain call, gathering stars that fall. Each one is a distant sign. A satellite traveling at the speed of light. The world looks so different to me tonight. The stars.
chúc chị em luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và luôn đáng yêu như là khi được lãnh đạo tặng hoa, tặng quà. Chúc chị em luôn xinh tươi, vui vẻ và hăng say về công việc Vinaconex. Chúc các chị em phụ nữ Vinaconex không chỉ ngày 20 tháng 10 mà 365 ngày trong năm luôn luôn xinh tươi, mạnh khỏe và hoàn thành công trong mọi lĩnh vực ạ. Chúc các chị em đã có gia đình luôn hạnh phúc với tổ ấm nhỏ và các chị em chưa có gia đình sớm tìm được một nửa của mình. Xin chúc các chị em là luôn luôn hoàn thành tốt các công việc của lãnh đạo giao cho và từ đó sẽ càng nhận được thêm nhiều tiền thưởng từ lãnh đạo nữa. Xin được chúc cho toàn thể chị em Vionex có 365 ngày thật là khỏe mạnh và xinh tươi. Nhân ngày 20 tháng 10 thì thay mặt là các anh em xin được gửi lời chúc đến tất cả các chị em trong tổng ty có một cái ngày 20 tháng 10 thật là đầm ấm, thật vui vẻ bên những người thân, và cũng chúc các chị em là sức khỏe, xinh đẹp và tiếp tục làm việc, tiếp tục được cống hiến cho tổng ty để tổng ty Vinaconex ngày càng phát triển.